Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ siêu chiến cơ lãnh chúa Mark. Đây là bộ siêu chiến cơ mình mượn ở phiên bản Trung Quốc để giới thiệu đến các bạn. Bộ siêu chiến cơ lãnh chúa Mark này là Mark cộng 12, siêu chiến cơ vàng. Ở trong đây mình có trang bị được 3 phi công, cũng Mark 100 và phi công vàng luôn. Ở đây là con Roy, Nick và phi công Victor. Mình sẽ sử dụng bộ siêu chiến cơ này để ra tặng cho các bạn coi. Đây là bộ siêu chiến cơ vàng Mark level 90, đó là cộng 12 đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ra tặng để các bạn cùng xem bộ siêu chiến cơ lãnh chúa Mark của chúng ta. Đây các bạn thấy bộ siêu chiến cơ Mark nhìn rất là hầm hố, gọn gàng như thế này. Chứ nó cũng không có nhìn quá là cầu kỳ hoặc là rườm rà như những cái siêu chiến cơ khác. Lúc siêu cấp thì cái tàu của chúng ta nó sẽ có skill là phóng băng như thế này. Của cái tàu con nó cũng vàng luôn, đó là cái skill phản xạ, các bạn có những cái ô tròn tròn phản xạ. Còn cái súng điện quang này thì nó có skill là nổ vùng và phát tán. Về bộ giáp này thì khi chúng ta đặt siêu cấp nó sẽ có tỷ lệ là thành khiên pha lê bảo hộ. Ngoài ra nó còn còn một skill nữa, đó là chuyển hóa các bạn, chuyển hóa ngọc thành máu luôn, 80%. Cho nên là cái tàu này sẽ rất tốt khi chúng ta sử dụng để đi chiến đấu như thế này, chuyển hóa ngọc thành máu. Hai cái dòng băng của cái con băng phong này mình nhìn có cảm tưởng giống như là skill của con lôi thần đấy các bạn, nhưng mà chỉ có đổi lại cái màu thôi, màu này màu băng, còn con lôi thần là giống như hình cái tên lửa. Các bạn nhìn thấy là rất là đẹp, gọn gàng luôn. Skill của các trang bị thì cũng không quá rườm rà, rất là gọn gàng. Còn cái con lãnh con tử thần thì nó chém loạn xạ luôn, đầy màn hình, nhìn rất là rối. Nhìn bộ siêu chiến cơ này thì lúc bình thường cũng như lúc siêu cấp nhìn rất là đẹp mắt. Thì các bạn cũng biết rồi, để lên được những bộ siêu chiến cơ vàng mát như thế này thì thật sự là rất là khó. Hiện tại ở phiên bản Việt Nam thì mình chỉ mới được cộng 9 thôi. Mình cũng đủ linh kiện vàng để lên một bộ vàng như thế này rồi. Vàng ở đây là cộng 10 thôi các bạn, chứ không phải là vàng cộng 11 hiện tại Việt Nam đâu. 11 thì lại tốn kém nhiều lắm. Nhưng mà mình cũng không lên cái bộ này làm gì, sau này còn nhiều bộ đẹp. Cứ tích lũy đủ càng nhiều linh kiện vàng càng tốt. Sau này có một bộ nào đó thích thú thì lên luôn một lần cho nó khỏe. Chứ lên dần dần như thế này thì linh kiện vàng của mình sẽ không kiếm đủ để lên. Ở đây mình chỉ chơi thử cho các bạn cùng xem về skill và hiệu ứng của cái bộ siêu chiến cơ này thôi. Chứ còn về số điểm thì cũng không quan trọng lắm nha các bạn. Lỡ mình chơi mình có chết hoặc là ít điểm thì các bạn cũng đừng có cười, đừng có ném đá nhiều quá cũng buồn. Xin video
xem tham khảo. Đó các bạn thấy nãy là mình máu mình đã tụt xuống đỏ rồi, mình không cần ăn máu, mình chỉ cần ăn ngọc thôi, nó sẽ chuyển hóa thành máu và mình đầy máu luôn đó các bạn. Đây là một skill của cái giáp tinh thể các bạn. Tinh thể thì nó có skill chuyển hóa 80% ngọc thành máu và khiên pha lê bảo vệ khi thành siêu cấp. Đây là những skill hết sức quan trọng trong lúc mà mình đi cách đấu như thế này. Mỗi lần mình vượt qua boss mình sẽ có một cái màn bonus là màn ăn ngọc, khi đó mình sẽ tận dụng cái màn đó để hồi máu. Tại vì không phải lúc nào mình cũng có những cái vật phẩm máu để mình đó, mình cái mà tạo thành kim pha lê là cũng có tỷ lệ đấy các bạn, chứ không phải là cứ siêu cấp là được kim pha lê. Nó có lúc được lúc không chứ không phải lúc nào cũng được. Đó như cái này nè, siêu cấp không có kim pha lê. Mình mới vừa chạy qua cái tiên lửa hay quá, không bị mất mạng nha. Đoạn này thôi thì nguy hiểm quá. Những con như thế này đi, phiên bản Việt Nam mình thì èo phát là xong ngay. Phiên bản Trung Quốc này trâu bò lên như thế này nè. Cái này là thách đấu, mình nghĩ là một dạng chơi thách đấu server các bạn, để đua xếp hạng server chứ không phải đua xếp hạng bạn bè. Thì cái đây cũng là một chế độ chơi mà phiên bản Việt Nam mình chưa có. Hy vọng là một vài lần update sau nó sẽ ra được cái chế độ này, các bạn cùng chơi trải nghiệm cho vui. Nhưng mà mình nghĩ là cái này nó cũng rất khó để tạo ra được công bằng trong game này, tại vì hiện tượng hack quá nhiều mà bên nhà phát hành game người ta cũng không có giải quyết được cái vấn đề hack của game này. Cho nên là mình nghĩ là nó ra để các bạn cùng trải nghiệm chơi cho vui thôi, chứ để đua top với lại mấy thanh niên hack thì chắc không không thể. Lúc trước mình có một anh bạn chơi cũng thách đấu như thế này, để quên điện thoại ngủ từ tối tới sáng luôn các bạn. Đây là nó chơi từ tối tới sáng luôn, cắm sạc vào nó chơi lên cả mấy chục triệu điểm. Lúc đó thì chỉ có lôi thần chưa ra được mấy cái bộ sau này nữa. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn là chơi game để giải trí, cho nên là cũng không nên phải hack hoặc là tìm cách hack để làm gì. Nhiều lúc mất tài khoản vô bổ thôi. Đây, mình trúng một viên đạn mà mình sắp đai luôn rồi. Đạn ở đây có vẻ như là quá mạnh so với bộ siêu chiến cơ hầm hố này của mình. Nhưng mà mình cũng hạ được đó rồi. Đó, các bạn thấy không? Lúc mà mình đang máu mình đỏ, mình chưa ăn cây máu nào mà nó lại lên gần đủ này nữa rồi. Đây là một lợi thế rất là lớn cho cái bộ siêu chiến cơ này. Mình nghĩ lợi thế này là skill này là quá tuyệt vời. Trong phiên bản hiện tại của Việt Nam mà mình có cái bộ siêu chiến cơ mát như thế này để đi, thì hầu như là tất cả các màn chơi, các chế độ chơi ở Việt Nam mình là đều có thể là vượt qua được hết rồi. Hiện tại chiến dịch thường ở bên phiên bản Việt Nam thì mình đang ở mốc là 100, không thể vượt qua được cái mốc đó rồi các bạn. Tại vì lực chiến của mình không đủ. Khi nào mà bắn qua được cái mạng 100 luôn á thì mình sẽ làm video giới thiệu đến các bạn, để các bạn coi là con boss nó có gì mà mạnh như vậy. Mình nghĩ cũng có rất là nhiều bạn đã vượt qua rồi, nhưng mà với mình thì chưa được. Vì những bạn mà mát bộ siêu chiến cơ như thế này thì chắc chắn là sẽ qua được thôi. Lực chiến người ta lên khoảng 28k. Đấy, với những cái con như thế này thì nó né đạn này cũng tương đối dễ. Chỉ có sợ lúc tiên lửa ra. Ôi 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 ôi. Tránh được pha đó là cũng kỳ tích. Nhiều quá. Ơi, hay. Dã man. Rồi, có khiên là bé rồi. Có khiên là thấy em rồi. Ta có siêu cấp luôn.
này hơi chín mươi các bạn, chín mươi mà nó tỏ ra nó ghê vậy. Yếu yếu rồi xong. Như vậy là mình không hạ được con boss này, boss level 90 này là mình chết tại đây. Các bạn thấy bộ siêu chiến cơ chúng ta là vàng ống như thế này, quá đẹp phải không các bạn? Nếu như các bạn thấy video hay thì nhớ like và subscribe kênh Video Game FHD. Chào tạm biệt tất cả các bạn.